Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, chuyên mục Alo Cử Tri ngày hôm nay sẽ tiếp tục với câu chuyện liên quan về những sai phạm đất đai, môi trường liên tục tái diễn trong hàng chục năm qua trên địa bàn của phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sản xuất tái chế giấy là loại hình sản xuất có nhiều nước thải, nhiều yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân được xác định là do hiện nay một số cơ sở xả thải trộm vào ban đêm hoặc có đường ống ngầm ra cống thoát nước chung mà lực lượng kiểm tra chưa thể phát hiện đối tượng xả thải. Ngay tại thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cơ sở sản xuất tái chế giấy, phía bên ngoài nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối vẫn chảy tuần hoàn khắp khu dân cư Đào Xá, Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Khí thải khét lẹt bủa vây quanh phường Phong Khê nhưng các cơ quan quản lý lại chưa nắm rõ. Khói đen như kia là khói gì kia? Đó có thể là cái lò hơi của một cái cơ sở sản xuất. Hơi màu đen như này có đảm bảo? Đương nhiên là lò hơi khói đen như vậy là không đảm bảo, thì trong cái giai đoạn thốc lò một lúc nó đen rồi sau nó cũng trắng dần, và chúng tôi cũng đã có cái lộ trình để kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất hơi trong thời gian tới. Các cơ sở sản xuất hơi đây có đủ điều kiện không ạ? Các cơ sở sản xuất hơi ở đây thì trong khu dân cư thì cũng chưa có cơ sở nào mà đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất tái chế giấy là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở, nhưng trên thực tế, số cơ sở sản xuất tái chế giấy đáp ứng yêu cầu là rất ít. Và trong lúc cơ quan quản lý không xác định được nguồn thải, nên doanh nghiệp vì lợi nhuận cao vẫn hoạt động chui, bất chấp các quy định của pháp luật. Tôi bị phạt dừng xưởng 9 tháng rồi, phạt 263 triệu rồi. Vào năm nào ạ? Vào cuối năm kia. Vậy tại sao mình vẫn hoạt động ạ? Tại vì hết hạn thì hết hạn 9 tháng nộp phạt rồi thì đã quay lại trở lại. Việc xử lý các cơ sở vi phạm về đất đai, môi trường trên địa bàn phường Phong Khê hiện nay cũng đang vấp phải những ý kiến trái chiều của các hộ sản xuất tái chế giấy không phép. Đa phần chủ các cơ sở đều muốn kéo dài thời gian xử lý. Có những cái gì chị muốn nói chị nói với các bạn lúc nãy rồi, cứ em cứ quay từ lúc nãy là các ra. Chị thấy việc xử lý công tâm không? Xử lý không công tâm. Tại vì lý do là cấp trên muốn cho bọn chị đến 31 tháng 12 năm 2024 nhưng mà hôm nay lại vào sớm quá. Tất cả các bà con đều thắc mắc. Những câu khẩu hiệu như thế này thì xuất hiện ở trên địa bàn phường Phong Khê rất nhiều. Nhưng đó chỉ là khẩu hiệu nằm ở trên các khu vực nhà xưởng. Còn thực tế phía bên trong của các cơ sở này thì vẫn hoạt động, trong khi các điều kiện pháp lý về môi trường, về phòng cháy chữa cháy đều không đảm bảo các quy định chung. Ngay từ đầu, các cơ quan quản lý thực sự nghiêm túc nói không với các sai phạm về đất đai, môi trường tại Phong Khê. Có lẽ giờ đây sẽ không phải gặp khó khăn trong công tác xử lý các sai phạm.